nhiều dòng xe bán tải, xe tải không còn được coi là xe con. Quy định mới về khối lượng chuyên chở khiến một số mẫu ô tô tải hạng nhỏ, xe bán tải không còn được coi là xe con, dẫn đến việc bị cấm vào khu vực nội đô theo khung giờ. Vì vậy, dòng xe tải van gác 03 chỗ được nhập khẩu hoàn toàn từ Nga ra đời nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải hàng hóa trong nội đô. Với cửa hậu đa năng, có thể mở một góc từ 90 đến 270 độ, tiện lợi bốc xếp hàng hóa trong những khu vực chật hẹp, cùng với khoảng không xe lớn nhất trong cùng phân khúc lên đến 1.830 cm chiều rộng và 1.858 m chiều cao. Vận chuyển được nhiều hàng hóa hơn, đa năng và tiện dụng hơn. Sở hữu khối động cơ của minibus Cummins R148 với dung tích xi lanh là 2.776cc, động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, với công suất cực đại lên đến 149 mã lực tại vòng tua 3.400 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại lên tới 330 Nm tại vòng tua 1.800 đến 2.600 vòng trên phút. Gas neck tải van 3 chỗ có động cơ cực kỳ khỏe, có thể chở hàng rất thoải mái và khả năng tăng tốc đi đường trường cực kỳ vượt trội. Với hệ thống treo và giá đỡ được thiết kế hoàn toàn bằng thép thủy lực nhằm tăng khả năng chuyên chở cũng như là tải nặng ở trên mọi cung đường. Với khoang chở hàng lên tới 13,5 m³, lớn nhất trong cùng phân khúc xe tải van, giúp xe có thể vận chuyển được một khối lượng hàng hóa khổng lồ ở trong nội đô và những cung đường cấm của xe cũng làm cho các tài xế khá vừa lòng. Xe được trang bị một loạt các tiện nghi như máy lạnh công suất lớn, kính chỉnh điện, đặc biệt là hệ thống trợ lực tay lái điện tử EPS cực hiện đại, vốn dĩ chỉ trang bị trên các dòng xe du lịch phân khúc hạng trung trở lên, nay cũng đã được trang bị cho gas neck tải van 3 chỗ. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống giải trí với AM, FM, MP3, jack cắm USB, AUX 3.0, sạc điện thoại, giúp lái xe giải trí tiện lợi, đa phương tiện, mọi lúc, mọi nơi.